Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023. Và thật sự là cái câu chuyện về nó giống cái này, không biết rằng là cọng tóc của Đức Phật hay là một cái cọng cỏ mà chúng ta gọi là cỏ li ti, là có thể là cử động vân vân được, nhưng đã dẫn tới đã hàng vạn người tới chiêm bái và có liên quan vấn đề tài chính ở đây nữa. Tôi xin chia sẻ với các bác, đặc biệt là nó liên quan tới chùa Ba Vàng của sư thầy là Thích Trúc Thái Minh. Và mong rằng là các bác tích cực ủng hộ, đăng ký kênh, like video để được thông báo, cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện là cúng dường hay rằng là tin tưởng cái kiểu như thế này hay không. Trong Đức Phật thì có nói về cái việc chánh tín. Chánh tín tức là một cái niềm tin đúng đắn, và trong cái niềm tin đúng đắn hiểu của bác chánh đạo thì không được nhầm lẫn với mê tín. Đấy là điều mà Đức Phật đã dặn đi dặn lại, không bao giờ được nhận được gọi rằng là nhầm lẫn với việc mê tín, bởi vì Đức Phật là bài trừ mê tín dị đoan. Cái thời Đức Phật ra đời thì bên đó nó có đạo Bà La Môn, các đạo đạo của Ấn Độ giáo, các pháp tu khổ hạnh, và có rất nhiều cái loại thần thoại từ thờ thần này thờ thần kia. Thì Đức Phật ra đời ở trong đó và cũng tu tập theo một số các pháp tu như vậy, nhưng thấy là không được giải thoát, không đi tới nơi tới chốn. Cho nên sau này thì Đức Phật đã giác ngộ và đã đưa ra con đường thoát khổ, trong cái đường thoát khổ của mình bằng tứ diệu đế và bát chánh đạo. Thế thì Đức Phật là bài trừ mê tín dị đoan. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là rất nhiều người nhìn vào cái này, người ta gọi rằng là mê tín dị đoan. Có phải mê tín không? Có đúng không? U mê không? Bởi vì khi chúng ta nhìn qua cái việc mà thứ nhất là Đức Phật đã dạy, và tôi thỉnh thoảng tôi chia sẻ ở trên kênh Trang TV ấy, đó là cái điểm 10 điều Đức Phật dạy. Chúng ta có thể tìm thấy rằng là 10 điều này, 10 điều chớ vội tin. Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại không dưới 2 lần 3 lần trong cái việc này. Đó là Đức Phật nói rằng là đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn, đừng tin tưởng điều gì vào tập quán lưu truyền, đừng tin điều gì bởi vì đó nó được nhắc đi nhắc lại, vân vân. Và đừng tin tưởng dù gì là bút tích của thánh nhân. Đó. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu ta nhận thấy là điều ấy là đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng là một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đó. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì vì vin vào uy tín của các thầy dạy của các người. Chỉ tin tưởng vào cái gì mà chính các người đã từng trải kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn. Thì Đức Phật đã dạy như vậy. Và 10 điều dưới này này các bác này. Một này, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó là lý luận siêu hình. Đấy, các bạn thấy không? Lý luận siêu hình. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Chớ vội tin điều gì bởi vì điều đó căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình truyền thuyết. Thế thì đây là 10 điều chớ vội tin. Thế thì tin vào điều gì? Tin vào những cái điều mà chứng nghiệm. Tức là mình phải tu tập, mình phải giữ giới luật. Và giới luật thì từ đó là mình thấy rằng nó hiệu quả. Tôi hay chia sẻ với các bác rằng là chúng ta cứ tu tập theo theo Đức Phật. Thì Đức Phật dạy cái gì? Tứ diệu đế nói cái gì? Rồi bát chánh đạo nói cái gì? Chúng ta tu tập theo và chúng ta thấy có lợi cho chúng ta. Thế thì tự dưng xin thưa với các bác rằng là chúng ta có niềm tin luôn. Nên là cái mà Đức Phật để lại nó là các giáo luật, các giáo lý của đạo Phật, chứ không phải là những cái cọng tóc hay là sai lợi. Những cái đó nó là truyền thuyết, nó là những cái gì đó mà Đức Phật bảo là đừng vội tin những cái thứ đấy, kể cả đừng tin vội tin vào Đức Phật, nghe giáo lý của Đức Phật nhưng đừng vội tin vào, hãy thực hành đi, hãy thực hành chân tu đi, để rồi từ đó chúng ta mới có thể rằng là thấy nó hiệu quả, chúng ta mới tin. Thế nhưng mà toàn tin vào những cái siêu hình, ngọ nguậy thì kệ ngọ nguậy, có ngọ nguậy thật đi chăng nữa thì kệ, nó có kẹo trái kẹo phải, cái sợi tóc có kẹo trái kẹo phải,
hay là các cổng cỏ thì kệ, đúng không? Đấy là cái mà Đức Phật đừng tin vào những cái lý luận siêu hình kiểu như thế. Thế nhưng mà bao nhiêu người đến chiêm bái là họ lại tin vào thứ đó. Thì khi chúng ta thấy rằng là ngay cả cái vấn đề cúng dường cũng vậy, cúng dường cũng vậy. Thì xin thưa với các bác rằng là ngày trước ấy, thì Đức Phật là cúng dường là chỉ xin chỉ cho các bác rằng là cúng dường chay tăng, tức là người ta gọi là ba y một bát, tức là chỉ có ba bộ quần áo và một cái bát và ăn trước ngọ và đến đấy xin ăn. Bởi vì là buổi sáng ra thì cầm cái bát đó đi và ai cho cái gì thì ăn cái đấy. Ăn cái đấy xong đấy là đi về, bắt đầu buổi chiều là tu tập thiền, là giữ bước cái giới hạnh đức hạnh của mình. Người ta gọi là cúng dường. Thế nhưng mà xin thưa với các bác rằng bây giờ cúng dường là người ta chuyển khoản. Đây là một trong cái ví dụ. Chúng ta thấy một điều thế này. Đó. Thì đây là cái mà chúng ta nhìn thấy, đó là người ta gọi là xá lợi của Đức Phật. Thì ở đây là ông thầy thì trước thế mình đã nói rằng là nhân dân Phật tử hãy đến chùa Ba Vàng để chiêm bái xá lợi để được tăng trưởng phúc lành, để được tăng trưởng phúc lành. Điều đây là duyên lành hiếm có, vì xá lợi chính là 8 sợi tóc mà Đức Thừa Tôn đã tự tay nhổ trên đầu mình để cho 2 đệ tử tại gia đầu tiên được gìn giữ và phụng từ hơn 2.600 năm qua ở Myanmar. Và đây là cái mà chúng ta thấy. Và ngày 14 tháng 3 năm 2022 thì ông thầy Thích Thế Minh đã có một cái bài rằng là cúng dường xá lợi Phật thì được được vô lượng phúc báo. Được vô lượng phúc báo. Và đây ở nói rằng là trong kinh là Kim Quang Minh, Đức Phật là dạy xá lợi Phật là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh, nếu ai cũng đảnh lễ cúng dường xá lợi Phật thì dẫu đạt thành của cải thì vô lượng phước báo vân vân đến thành tựu niết bàn giải thoát. Đấy là sư phụ Thích Trúc Thái Minh đó, gọi là sư phụ Thích Thái Minh. Thế thì xin thưa rằng là trong cái việc chỗ này chúng ta thấy rằng là còn hướng dẫn luôn cái việc mà mọi người cúng dường. Thì ở đây có một cái bác ấy bảo rằng là muốn cúng dường vào số tài khoản thì ngay lập tức rằng là có người như mua bán ấy, là link thông báo số tài khoản duy nhất của chú Ba Vàng đấy. Và sau đó có hướng dẫn rằng là hướng dẫn là chuyển khoản đó. Đó, ghi tin nhắn về chùa bạn ghi rõ là cúng dường xá lợi nhé. Đấy là 22. Tức là kinh tế rất giỏi. Thế cúng dường thật sự đó là cái gì? Đó là cúng dường cho bậc đức hạnh. Bậc đức hạnh. Và trong Phật, Đức Phật nói cụ thể là rõ ràng thế này. Là chỉ cúng Phật cho những bậc đức hạnh thôi. Đó. Đức hạnh thôi. Đời sống phạm hạnh để cho người ta tu tập đến nơi đến chốn. Tức là thầy Thích Chư Thế Minh mà ông tu tập ấy, thì người ta chỉ cúng dường cho đồ ăn thức uống, một số cái vật dụng bình thường để mà sống cuộc đời phạm hạnh. Đó. Thế nhưng mà ở đây Đức Phật ở đây còn rằng là cúng dường này như thế này còn không đúng lời Phật dạy nhé. Cúng dường như thế này là không đúng lời Phật dạy nhé. Tôi dùng to các bác đấy. Không đúng lời Phật dạy nhé. Đó. Đúng không? Chay tăng cúng dường cầu siêu cho người chết để được vãng sanh cực lạc. Là không đúng lời Phật dạy. Cúng dường để được phước báo làm ăn khá giả giàu có. Là không đúng với lời Phật dạy. Rồi bỏ tiền vào phong bì để biến thành tu sĩ là bị phạm giới. Tại sao là phạm giới? Bởi vì là tu sĩ hay là tăng ni ấy, là không sở hữu tài sản. Đó gọi ba y một bát là cùng lắm mà chỉ có 3 cái bộ quần áo và một cái bát thôi. Cho nên là không sở hữu tài sản. Bây giờ tôi muốn gì mà phong bì cho người ta thì bị phạm giới rồi. Đúng không ạ? Biến thành tu sĩ phạm giới rồi. Và chay tăng cúng dường để nghe thuyết pháp lừa đảo. Đấy. Đó. Thuyết pháp lừa đảo. Là cũng cúng dường như vậy là cũng bị phạm giới rồi. Thế thì u mê là ở chỗ đó. Đúng không các bạn? U mê nó là chỗ đó. Vô minh nó là chỗ đó. Đức Phật để lại những cái lời Phật dạy. Và chúng ta để thực hành theo. Chúng ta thấy thấy nó tốt. Cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn như tôi chia sẻ các bác. Khi mình nói thật. Thì có thấy cuộc sống nó đơn giản. Bình an nó tự đến là bởi vì mình giữ giới. Giới giới là gì? Giới là giới luật ấy, những luật ấy. Mình không vi phạm, nó gọi là giới định tuệ. Anh muốn có trí tuệ thì đầu tiên anh phải giữ giới đã, sau đó mà anh mới tinh thần anh mới tốt lên được, anh mới nhập định được, rồi sau đó mới khai mở trí tuệ được. Thì giới định tuệ, anh không giữ giới, anh dùng điện thoại vơ tu, anh gọi rằng là vân vân thì anh làm cái gì?
có đi đúng là Đức Phật dạy không? Đức Phật dạy toàn điều đơn giản cực kỳ dễ hiểu. Thế nhưng mà không hiểu tại sao mà người ta cứ thần bí nó lên, thần bí nó lên, rồi siêu hình nó lên, để rồi cuối cùng nó trở thành cái u mê. Có bao nhiêu người đến chiêm bái cái chỗ này và nhớ được lời Đức Phật dạy, đúng không? Có thực hành mà biết biết lời Đức Phật dạy rồi có thực hành không? Bây giờ cúng dường để mà có được phước báo thì đấy là mua bán đổi trác chứ không phải là tu tập, đúng không? Đấy là mua bán. Anh tôi đưa anh cái này, anh ấy đưa lại tôi cái khác, thì đó là cái gì? Đó là mua bán và nó không đúng với lời Đức Phật, nó không đúng với lời Đức Phật một tẹo nào, xin thưa với các bạn. Thế cho nên ấy, cũng có tăng ni, có bậc chân tu đã sống đời phạm hạnh, chúng ta thấy rất nhiều. Vừa rồi là đời phạm hạnh một bạc một, một một vị gọi rằng là của Phật giáo Việt Nam tại thế, chả để lại cái gì cả, sống một đời rất đơn giản, đến khi mất đi rồi mọi người mới biết nào. Chúng ta đã có một bậc chân tu như thế, các bạn nào comment xem là vị đấy là vị nào, đúng không? Chân tu như thế. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cũng có cả ma tăng. Ma tăng là gì? Ma tăng thì giống như ngụy ngụy đảng viên tôi hay nói đấy, nghĩa là mượn danh đạo Phật, mượn danh tôn giáo để mà làm gì? Để mà trục lợi cho mình, trục lợi cho mình, vi phạm hết tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy. Cũng giống như là mấy người vào có thể đảng thật đấy, có huy hiệu đảng thật đấy, nhưng mà vi phạm hết tất cả những điều mà đảng dạy, đảng chỉ dẫn. Thế thì nói đúng hay không? Cho nên cái câu chuyện ở đây ấy, cái câu chuyện là một xã hội u mê là bởi vì xã hội mất niềm tin, một đám người quỳ lại mất niềm tin. Đức Phật không cần những cái chùa cao sang, Đức Phật không cần hàng ngàn hàng vạn người quỳ lại mình. Thế Đức Phật cần cái gì? Cần mọi người là nghe lời Đức Phật nói, nhưng đừng có tin vội, phải thực hành theo, thực hành theo. Thế nó tốt không? Tốt thì bắt đầu hẳn tin, còn nếu không tốt thì thôi. Cho nên đừng có vội tin cái gì, và thử thực hành điều Đức Phật dạy. Nhưng mà ông thầy này có sở hữu tài sản không? Có dùng điện thoại xịn không? Có dùng toàn những cái đồ đắt tiền không? Xin thưa với các bác, ở đó ma tăng nó ở đó. Vậy có phải rằng là chúng ta có bậc chân tu, hay chúng ta đang bị dẫn dắt bởi gọi là thuyết pháp lừa đảo? Nhưng vừa rồi thuyết pháp lừa đảo về cái việc cúng dường, cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.